xin chào anh Bảo, xin chào chị Trinh và chào các bạn có mặt ngày hôm nay. Em tên là Hoàng. Hoàng là đến từ đâu? Em đến từ Việt Nam. Không nói được tiếng Việt thì mình ngồi đây mình chơi được không? Dạ, em nghĩ là được anh. Dạ, em nghĩ là được anh. Nói vậy đi em. Anh ơi, đất Bạc Liêu đầy nắng và gió, gái Bạc Liêu vừa chịu khó là dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần dâu thảo, về Bạc Liêu kiếm em nha. Anh cho hỏi là Bạc Liêu mình có chuyến bay không ạ? Tương lai em sẽ mở chuyến bay riêng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu. Rồi anh đậu ở đâu? Anh đậu nóc nhà em hả? Mình không có sân thì mình ra ruộng mình đậu cũng được em ạ. Thời buổi bây giờ Covid rất là ghê. Nếu mà anh bị corona thì anh tìm bác sĩ, còn anh cô đơn quá thì anh phải tìm em. Anh biết không, chăng lên đỉnh núi chăng tà, anh là chữ lớp, em là chữ du. Trời ơi, giết chết tôi bằng cách đấy, ngọt ngào như tía tôi lăn ra đây mất thôi. Em cảm ơn. Có nghe nói nè nó không? Nói nè. Em thì bây giờ hết tuổi thơ rồi, em chỉ tuổi thân thôi. Anh có tuổi thân thì anh tìm đến em nha. Im đó. Nãy giờ tất cả thanh niên kia lên đây không tặng quà em, anh có tặng quà. Tèn tèn tèn. Thôi cái kẹo. Dăm ba cây kẹo múc thì có nhầm nhò gì. Hãy về bên anh đi, em cảm thấy hạnh phúc. Có kẹo múc là hạnh phúc. Vậy anh cho em nói một câu nha. Rồi mời em. Má anh á. Ê. Con muốn là em khoan từ, mình bớt nhấn lại được không? Cái đoạn đó mình bước nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ bình tĩnh nè. Bình tĩnh. Có thể đây là gu của mình, nhưng mình nên giữ bình tĩnh và tự trọng. Câu này là câu thính quan trọng. Bình tĩnh lại. Má anh có muốn làm xui với má em không? Tất nhiên là có rồi. Tại vì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Lên đi hết rồi hả? Dạ, là góc của Bạc Liêu đây thôi. Vậy là về quê thăm gia đình đi. Ông bà này nọ. Dạ vậy thì được. Khi okay. Mà về thì hú em. Anh gọi em được không? Anh hú thì nó sợ xa quá không tới. Dạ không, anh cứ hú. Anh hú liền. Là em tới liền.